Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ thiên cơ, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này trong năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong cuộc sống của mình cũng mong được giàu sang phú quý, cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc, an nhàn cả một đời phải không ạ? Thế nhưng, số mệnh lại chọn con người, sinh ra chẳng ai có quyền chọn cho mình được số mệnh, trời sinh mỗi người đã được xếp vào các cung mệnh khác nhau, giờ giấc khác nhau, sao chiếu mệnh khác nhau, nên vận mệnh cũng khác nhau. Khi thời vận không thông, thì mưu cầu chỉ là vô ích, có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn bát ngọc, sướng từ trong trứng nước sướng ra, sinh ra đã vượt qua vạch đích, ở nhà lầu, đi xe sang, suốt ngày du lịch, ăn nhà hàng, cuộc sống sung sướng, có kẻ hầu người hạ. Nhưng thời vận thay đổi, vận xui ập tới, tiểu nhân bám giết, của cải theo nhau đội nón ra đi, có khi còn tán gia bại sản, mang nợ cả đời, sống trong cảnh nhục nhã, bần hèn. Và cũng có người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời lam lũ, khổ sở. Nhưng thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, được quý nhân tương trợ, may mắn liên tiếp ập đến, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, trúng số liên tiếp, tiền tiêu không thiếu, nhà cửa cao sang, vàng bạc chất đống, đất đai nhiều vô kể, nắm trong tay gia sản cách xù. Theo can chi ngũ hành, thì tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, chính là con giáp có vận số biến động khôn lường. Số mệnh thay đổi nhiều nhất trong tử vi phương đông của 12 con giáp, số mệnh của họ là tài phú tề thiên, nghĩa là số mệnh định sẵn sẽ nhận may mắn bất ngờ, đang nghèo khổ mạt kiếp, bỗng được cát tinh, lộc tinh chiếu rọi, các hung tinh xấu cũng phải tránh xa, tiểu nhân cũng sợ hãi mà né tránh, khiến cuộc sống của họ hanh thông vô cùng, một bước lên hương, đổi đời giàu có hết phần thiên hạ. Năm 2025 chính là thời điểm bùng nổ vận may. Bản mệnh Giáp Thìn sẽ phải ngỡ ngàng cho những vận may liên tục ập tới, thần tài liên tục rót lộc, quý nhân ở bên hậu thuẫn cả năm, tiền bạc ùn ùn kéo đến, làm ăn tấn phát, một vốn bốn lời. Vậy, cụ thể vận trình của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, sẽ diễn biến ra sao? Công danh, tài lộc sẽ có những biến động thế nào? Và trong năm 2025 có điều gì đặc biệt, cơ may nào giúp bản mệnh thay đổi cuộc đời ngoạn mục đến vậy? Thì xin mời quý vị hãy cùng với mình Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Đầu tiên, tổng quan tính cách vận mệnh cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thuộc mệnh hỏa, tức phúc đăng hỏa. Cuộc đời của Giáp Thìn là một hành trình đầy đam mê, sáng tạo và đa dạng. Những người sinh năm Giáp Thìn thường mang trong mình nhiều đặc điểm nổi bật và phong phú, đem lại cho cuộc sống những trải nghiệm độc đáo và đầy màu sắc. Với tính cách năng động, linh hoạt và tài năng, tuổi Giáp Thìn thường là những người dẫn dắt, kiến tạo và thay đổi thế giới xung quanh. Sự đa tài và năng động là đặc trưng chủ đạo của tuổi Giáp Thìn, họ thường có khả năng đa nhiệm, từng đam mê và nắm giữ nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ là người sáng tạo, có tầm nhìn xa, luôn đam mê tìm kiếm những điều mới mẻ và đón nhận những thách thức mới trong cuộc sống. Tính cách năng động và nhiệt huyết của Giáp Thìn thường thúc đẩy họ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để đạt được mục tiêu và thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Giáp Thìn cũng thường mang trong mình tính cách hướng ngoại,
hướng đến xã hội và quan tâm đến người khác. Họ có khả năng giao tiếp rất tốt, dễ dàng tạo được mối quan hệ và có sức ảnh hưởng tới những người xung quanh. Tinh thần hướng ngoại và tính cách thân thiện giúp tuổi Giáp Thìn dễ dàng hòa nhập và thích ứng trong môi trường xã hội khác nhau. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thìn cũng cần lưu ý tới khía cạnh cảm xúc và đôi khi có thể trở thành quá nóng nảy, dễ bị cảm xúc xáo trộn. Việc phát triển khả năng tự kiểm soát cảm xúc và duy trì trạng thái cân bằng tâm lý là một thách thức mà tuổi Giáp Thìn cần chú ý để đạt được sự ổn định trong cuộc sống của mình. Giáp Thìn có nhiều cơ hội để thể hiện tài năng và đạt được thành công. Tính cách hướng ngoại và tích cực cũng giúp họ dễ dàng tạo dựng được mối quan hệ xã hội và đóng góp tích cực vào cộng đồng. Tuy nhiên, như mọi người, tuổi Giáp Thìn cũng đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Đôi khi tính cách nóng nảy và cảm xúc xáo trộn của họ có thể gây khó khăn trong quản lý cảm xúc và giao tiếp. Họ cũng cần đặt mục tiêu rõ ràng và đồng thời duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Một số đặc điểm tính cách của Giáp Thìn bao gồm sáng tạo, đa tài, năng động, hướng ngoại, thân thiện, cảm xúc, nóng nảy. Để sống một cuộc đời thịnh vượng, tuổi Giáp Thìn cần chú ý phát triển những mặt tích cực của tính cách và đồng thời làm việc với những điểm yếu để trở thành người lãnh đạo xuất sắc và đạt được những thành công trong sự nghiệp và cuộc sống của mình. Tóm lại, cuộc đời tuổi Giáp Thìn là một hành trình đầy màu sắc, năng động và đa dạng. Tính cách sáng tạo, hướng ngoại và đa tài của họ là nguồn động lực để đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Nhìn lại quãng đường mà Giáp Thìn đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Giáp Thìn mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên Giáp Thìn mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Giáp Thìn mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Giáp Thìn vấp ngã cả. Không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có và người tệ bạc cũng không ít. Chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Giáp Thìn cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Giáp Thìn sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Giáp Thìn dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Giáp Thìn ơi, nếu có buồn hãy cứ ù ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Giáp Thìn có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Giáp Thìn cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Giáp Thìn luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Giáp Thìn giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộp chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Thìn như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Thìn là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt,
mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Thìn, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tưởng tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dấu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Quý vị và các bạn đang xem nội dung Tiên tri tiết lộ thiên cơ, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, phất lên như vũ bão, đổi đời đại gia, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này trong năm 2025. Xét tổng quan tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng, trong năm 2025. Thứ nhất, xem tử vi 2025 tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, người tuổi Giáp Thìn có thiên can Giáp, ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm 2025 thiên can Ất, ngũ hành thuộc hỏa, là chủ về bình hòa, mọi việc êm đẹp, lại có vận quý nhân khá vượng, lúc gian khó có người đứng ra trợ giúp, công việc có tiến triển mới, tình hình tài chính cũng khả quan hơn trước. Xét về địa chi, Thìn gặp tị là bình hòa, điều này cho thấy nam Giáp Thìn sẽ được hưởng một cuộc sống bình an, yên tĩnh bên cạnh gia đình và người thân. Các thành tựu đã đạt được trong sự nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Ngoài ra, các khía cạnh khác như gia đạo và tài chính cũng sẽ thuận lợi và hòa hợp. Xét về ngũ hành, bản mệnh hành hỏa, gặp năm Ất Tỵ hành hỏa, bình hòa, không xung không khắc, trạng thái công bằng tự chủ, thành quả đạt được là do bản thân nỗ lực mà thành. Tiểu kết, nam mạng Giáp Thìn sẽ trải qua một năm khá thuận lợi trong việc làm ăn và tài lộc sáng, tiền bạc chi tiêu thoải mái, không phải lo nghĩ nhiều. Phương diện sức khỏe có dấu hiệu giảm sút dần theo tuổi tác, cần chú ý chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi nhiều hơn. Thứ hai, xem tử vi tuổi Giáp Thìn nam mạng theo sao hạn là sao Thái Âm. Sao Thái Âm là các tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn, sao này tốt cho nam mệnh trong năm 2025. Sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ. Những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi. Sao Thái Âm là một sao tốt về tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Tuy nhiên, người xưa nhắc nhở mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú trọng, cẩn trọng, đặc biệt người đang có bệnh tật lại càng không nên chủ quan, tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng kỵ, dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, thế nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hạnh. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thái Âm như sau. Thái Âm chiếu mệnh năm nay, khỏi bị đau mắt chật tay trẹo giò, đàn ông ít nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thật đôi co quấy dày, thân nhân lân cận chẳng hòa, nói hành nói lén vậy mà sau lưng ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tổn sức ta đừng có than, bản mệnh chẳng vững không an, cùng người phán phúc vụ oan cho mình, đất bằng sóng dậy thình lình, câu trận chiếu mệnh không nên chống lại. Sao Thái Âm thuộc hành thủy nên chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với kim, bình hòa với thủy, tương khắc với thổ, sinh xuất với mộc. Do đó, sao Thái Âm kỵ màu thuộc hành thổ là màu vàng, nâu, và màu thuộc hành mộc là xanh lá. Sao Thái Âm hợp với màu thuộc hành kim là trắng, vàng, ánh kim, và màu thuộc hành thủy là xanh da trời, đen. Sao Thái Âm hợp nhất là tháng 9 âm lịch, đương số gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tài sản phong thịnh. Sao Thái Âm kỵ nhất vào tháng 11, vì đây là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo, u ám, mà sao này thuộc hành thủy, nên khi thủy khí cực vượng, dẫn đến tâm lý con người có sự biến đổi, sống nội tâm, suy nghĩ nhiều, hay u buồn, lo lắng trầm cảm. Thứ ba, xem tử vi tuổi Giáp Thìn, năm 2025, theo niên hạn. Năm 2025, tuổi Giáp Thìn nam mạng, gặp hạn Diêm Vương, theo cửu diệu niên hạn, thì Diêm Vương vừa là hạn tốt, vừa là hạn xấu. Hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng, nam mạng thì đỡ hơn,
tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này cho thấy hạn Diêm Vương là một hạn vừa xấu vừa tốt. Tốt với trường hợp gia chủ có sức khỏe ổn định, bình thường; xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật điều trị không khỏi, chẳng may gặp phải hạn này, dễ nguy hiểm đến tính mạng, chết chóc. Mặt khác, nhiều người vẫn nghĩ Diêm Vương đại diện cho vị cai quản cõi âm, người chết, nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Vương: với người đau ốm, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này sức khỏe của người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người mạnh khỏe bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống, thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh ốm đau và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó, cần lập kế hoạch chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn Diêm Vương thì cần nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu cho đi mà không cần nhận lại. Thứ 4, vận niên năm 2025, tuổi Giáp Thìn, nam mạng. Năm 2025, nam Giáp Thìn gặp vận niên thử ngộ điền, chuột gặp đồng lúa, hứa hẹn những cơ hội hanh thông và thuận lợi. Vận niên này mang đến tiền của dồi dào, nhưng chỉ khi mệnh chủ kiên trì nỗ lực, công danh sẽ tỏa sáng và thành quả sẽ tràn đầy như những đám lúa mạ vàng ươm. Nếu nam Giáp Thìn đầu tư vào những hướng đi chính đáng, làm ăn một cách minh bạch, mệnh chủ sẽ thu hoạch được những trái ngọt. Thử thách không chỉ là ở việc nhìn nhận cơ hội, mà còn là khả năng biến chúng thành công bền vững, điều mà nam mạng này có thể đạt được thông qua sự kiên nhẫn và tận tụy. Gia đình của nam Giáp Thìn trong năm nay là nguồn động viên lớn, hạnh phúc tràn ngập khi vợ chồng biết lắng nghe, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau. Bằng cách nói lời ý nghĩa và hành động tích cực, nam mạng không chỉ xây dựng mối quan hệ gia đình vững chắc mà còn trở thành gương mẫu lý tưởng cho con cháu. 5. Xem tử vi năm 2025, tuổi Giáp Thìn, nam mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025 tuổi Giáp Thìn, 1964 nam mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Giáp Thìn cần tránh các năm tam tai, Dần, Mão, Thìn. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ 1964 Giáp Thìn sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi 2025 tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1964 Giáp Thìn là 62 tuổi, tuổi Mụ, gia chủ sẽ phạm kim lâu xúc, kỵ chăn nuôi gia súc. Tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Tử vi 2025 tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng, có hạn hoang ốc không? Năm nay gia chủ tuổi Giáp Thìn là nhị nghi, không phạm hoang ốc. Nhị nghi, có câu nhị nghi tấn thất địa sinh tài, nghĩ là làm nhà tuổi này sẽ được hưng thịnh, giàu có. Tử vi 2025 tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng, có hạn thái tuế không? Giáp Thìn 1964 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2025 tuổi Giáp Thìn 1964 nam mạng, có phạm hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ Giáp Thìn 1964 trong năm Ất Tỵ 2025 gặp trạch bảo,
là một trong bốn trạch tốt, gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch bảo là tốt, bởi vậy gia chủ 1964 có thể mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cầu trạch vạn từng niên, phúc, đức, bảo, lộc, phú thọ yên, nếu gặp trạch, bại, hư, khốc, quỷ, tử, chắc chắn là sát với thế hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khốc, quỷ, gia chủ nên trừ ra. Tóm lại năm 2025, gia chủ sinh năm 1964, gặp trạch bảo thì có thể mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nam mạng, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 năm 2025 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tử vi năm 2025 dự báo sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn nam mạng đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm 2025 này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện nhị hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp. Con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy mà đi đến đâu bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người. Thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước đây. Cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt vào guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân, nên dẫn dắt tập thể làm theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí là những người dẫn đầu trong một xu hướng nào đó. Tất nhiên, trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện, làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về mặt tài lộc, người tuổi Giáp Thìn nam mạng có thể chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin vui trong vận trình tài lộc ở năm 2025 này. Do có cục diện tam hội giúp sức, bạn sẽ tìm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình, từ đó thu được những kết quả xứng đáng. Với người làm công ăn lương, những thành tích liên tiếp trong sự nghiệp giúp bạn luôn nhận được những khoản thưởng hậu hĩnh, thậm chí có những người còn được đề xuất thăng chức, tăng lương, giúp nguồn tiền ngày càng trở nên vững mạnh hơn. Người làm ăn kinh doanh, giữ được chữ tín của mình, nên được nhiều khách hàng tin tưởng và quay lại hợp tác mua hàng. Con giáp này nên chú ý, tìm hiểu biến động của thị trường và nắm chắc thời cơ để mở rộng mạng lưới quy mô làm ăn của mình. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả. Song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn, một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu, khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý đến tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ. Có thể kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn nhân lúc bạn sơ suất thiếu tập trung. Vì vậy, khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn cần kiểm tra các thông tin để tránh rắc rối về sau. Về mặt tình cảm, gia đạo, năm 2025, bản mệnh có thể yên tâm với các mối quan hệ tình cảm, gia đạo và có thể yên tâm hơn cho công việc làm ăn của mình. Gia đình êm ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành giỏi giang, chăm ngoan. Đặc biệt, thời gian tới, người tuổi Giáp Thìn nam mạng không còn cảm thấy quá áp lực về tinh thần, vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa, tốt đẹp, vượng khí, hòa khí suốt cả năm 2025. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có hung tinh, đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong ngăn cản, tuổi Giáp Thìn nam mạng vẫn có xu hướng bảo thủ, tập trung nhiều cho sự nghiệp hơn chuyện gia đình, khiến hai người dễ nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, trong năm bạn cần quan tâm và có sự sẻ chia nhiều hơn với nửa kia, để không xảy ra khúc mắc, bản mệnh cũng cần quan tâm hơn tới con cái, để không tạo thành khoảng cách với con mình. Về mặt sức khỏe, con giáp này cũng cần phải chú ý sức khỏe,
chớ lao động quá sức hoặc vi phạm pháp luật giao thông kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Tình hình sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn nam mạng lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy, dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý, để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Vâng, thưa quý vị, luận tử vi tuổi Giáp Thìn nam mạng 2025 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn, các phương diện cuộc sống không có nhiều thử thách hay khó khăn, thậm chí nếu gặp phải trở ngại, cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Cách hóa giải vận xui năm 2025 cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 ở từng phương diện. Về tiền bạc là cực sinh bi, dù cát khí vây quanh nhiều đến thế nào, đương số cũng không nên lơ là cảnh giác, ngược lại phải cẩn trọng hành sự. Trong năm nay, với bức tranh kinh tế toàn cầu không mấy lạc quan, đương số nên hạn chế tiến hành đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là lướt sóng, điều đó sẽ khiến bạn hao tốn tiền bạc nhanh chóng, thay vào đó, có thể cân nhắc các hạng mục kinh doanh dài hạn, hợp tác cùng bạn bè để làm ăn chung. Về công việc, chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, các mối tốt từ đó mà ra, nếu phải tốn nhiều tiền cho các mối quan hệ hữu hảo, cũng không cần quá lo lắng, hãy coi đó là một khoản đầu tư, giúp bạn kiếm thêm rất nhiều lợi nhuận khá. Về sức khỏe, tuổi Giáp Thìn chỉ cần duy trì tập luyện thể thao hàng ngày, tập hít thở sâu, ăn uống lành mạnh, với khẩu phần ăn nhiều rau củ, trái cây hơn là sẽ duy trì thể trạng tốt trong suốt năm Ất Tỵ 2025 để tăng thêm phần phúc khí cho chính mình. Người tuổi Giáp Thìn, đừng quên phát tâm hành thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu có thể, hãy chú ý tới âm phần của gia đình nhiều hơn, thành tâm cúng bái gia tiên, xem xét vấn đề phong thủy, mộ phần được như vậy, chẳng khác nào âm dương tương trợ, giúp bạn may mắn ngay cả trong tình huống nguy nan nhất. Về tình cảm, phương diện này cát lợi trong năm, nên không phải suy nghĩ nhiều, làm chủ cảm xúc, giúp bạn điều hòa tốt tình cảm gia đình và quan hệ xã giao. Một số cặp vợ chồng đón tin vui từ con kế được thành danh, hay học tập tốt, bản mệnh có thể bày thêm biểu tượng tỷ hưu phong thủy hoặc tượng phúc lộc thọ trong nhà trong năm 2025 này nhé. Tiếp theo là vận trình từng tháng của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nam mạng, trong năm 2025. Vận trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Nam tuổi Giáp Thìn bước sang tháng Giêng, tức là tháng 1 âm lịch, dưới sự tác động của các cát tinh và không khí Tết Nguyên Đán, lễ hội mùa xuân, phần lớn nam tuổi này có vận trình tài lộc tương đối lạc quan, mọi mặt của bạn đều rất tốt, về cơ bản sẽ không có quá nhiều vấn đề xảy ra. Khó khăn vẫn có thể xuất hiện nhưng mọi thứ hiện đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng. Xem tử vi tháng dự báo, nam tuổi Giáp Thìn bước vào tháng 2 âm lịch có mối quan hệ gia đình khá lý tưởng. Bị ảnh hưởng bởi không khí lễ hội mùa xuân, nam Giáp Thìn tranh thủ thời gian nhàn rỗi dành cho những ngày nghỉ, ngày lễ để về thăm nhà, thăm người thân, bạn bè, tăng cường tiếp xúc, giao lưu với người thân và kéo theo quan hệ thân thiết lên rất nhiều. Gia vận vì thế cũng được cải thiện. Vận trình tháng 3 âm lịch 2025 đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, dự báo về tình hình sức khỏe của nam Giáp Thìn không được lý tưởng cho lắm. Bạn bị ảnh hưởng của các hung tinh bệnh phù và sự thay đổi của thời tiết, nam cảm nhận rõ rệt sự suy giảm của sức khỏe ở độ tuổi ngoài 60, nóng trong người và hay cáu gắt. Về quan hệ giữa các cá nhân cũng dễ làm mất lòng người khác vì tính tình không tốt, điều này gây bất lợi cho bạn. Tử vi khuyên nam nên kịp thời điều chỉnh tình hình hiện tại, đừng để các hung tinh luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng.
Tử vi tháng 4 âm lịch nhận thấy, nam tuổi Giáp Thìn nhờ sự trợ giúp của các tinh mạch Việt, sao Thái Dương, cho nên có vận trình sự nghiệp hanh thông. Đặc biệt, nam trong tháng này sẽ được công ty cử đi công tác, đây có thể là cơ hội phát triển tốt cho bạn, vì vậy, hãy nhân cơ hội này để học hỏi nhiều hơn bạn nhé. Nhìn chung công việc tháng này của bạn có kết quả tốt, có lợi cho sự thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Vận trình tháng 5 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 5 âm lịch, có điểm báo gặp chút xui xẻo, bị ảnh hưởng bởi hung tinh và các yếu tố kinh tế bên ngoài, làm cho nam có tình hình thu nhập không như ý, thu nhập chính có thể vẫn ổn định, nhưng thu nhập phụ giảm xuống trông thấy. Đồng thời, tình hình chi tiêu của nam Giáp Thìn trong tháng này tiếp tục tăng cao, nếu không quản lý được cán cân thanh toán của bản thân, rất có thể sẽ khiến tài chính căng thẳng hoặc gặp phải khó khăn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, nam mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, nam tuổi Giáp Thìn có vận trình tương đối khả quan. Với sự giúp đỡ của sao Hồng Loan, mạch Việt, lại thêm sự hỗ trợ của sao Thái Dương giúp cho con đường công danh sự nghiệp được hanh thông, rộng mở. Tháng này nam Giáp Thìn sẽ có nhiều mối làm ăn mới, việc kinh doanh, buôn bán thuận lợi, giúp cho nam thu về không ít tài lộc cho mình. Về mối quan hệ của nam Giáp Thìn với người bạn đời của mình sẽ được cải thiện, đôi bên có thể dần buông bỏ những mâu thuẫn và định kiến trước đây trong cuộc sống, cùng ngồi lại bình tĩnh nói chuyện. Đối với những người đang còn độc thân với sự giúp đỡ của các tinh, cũng có thể làm quen với một số người khác phái, nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể nên duyên đôi lứa trong tháng này. Vận trình tháng 7 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Năm 2025, mối quan hệ xã giao của nam tuổi Giáp Thìn đã được cải thiện. Nam Giáp Thìn có thể thường xuyên gặp được người đáng tin cậy và có năng lực trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp rất nhiều cho nam Giáp Thìn, tạo ra sự thuận lợi cho sự nghiệp và công việc của mình. Trong tháng này có rất nhiều cơ hội để cho bản mệnh gặp gỡ, giao lưu. Nam cần phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người và làm quen với càng nhiều người càng tốt. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, nam tuổi Giáp Thìn, cục diện nhị hợp thúc đẩy vận trình tài lộc của bản mệnh Giáp Thìn có nhiều khởi sắc. Những người bắt đầu kinh doanh hoặc đang tham gia vào các dự án khởi nghiệp đã thể hiện rất tốt công việc kinh doanh của mình và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Không những vậy, các nguồn thu nhập phụ của nam tuổi này cũng tăng lên đáng kể, vừa có tiền vừa gặp nhiều may mắn. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Đường tài lộc có nhiều dấu hiệu lạc quan trong tháng này. Trong tháng, hầu hết nam tuổi Giáp Thìn đều có trạng thái tinh thần tốt và cuộc sống rất năng động và tràn đầy sức sống. Bất kể bạn làm gì thì mọi việc diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ. Nhìn chung là không có vấn đề gì cần phải lo ngại. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Khi bước sang tháng 10 âm lịch, vận trình của nam tuổi Giáp Thìn về mọi mặt, tài lộc, tình cảm, sức khỏe đều khá suôn sẻ, cơ bản là không có vấn đề gì phát sinh. Tuy tài lộc ổn định, nhưng sự phát triển có phần hơi chậm, nếu muốn tiến bộ thì cần làm việc chăm chỉ hơn. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Tử vi tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Trong tháng 11 năm 2025, dự báo khi bước sang tháng 11 âm lịch, vận trình sức khỏe của nam tuổi Giáp Thìn có thể đáng lo ngại hơn. Đặc biệt, dưới tác động của hung tinh bệnh phù, một số người tuổi Giáp Thìn có thể bị các bệnh lý khác nhau như ho, sốt hoặc nhức đầu và đau bụng. Vì vậy, nam Giáp Thìn nên chăm sóc sức khỏe tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều hơn, đừng để các hung tinh và bệnh tật có cơ hội. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025, đối với tuổi Giáp Thìn 1964, nam mạng. Nam tuổi Giáp Thìn bước sang tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, có khối lượng công việc tăng lên đáng kể. Dù bản mệnh gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh, giúp cho bản mệnh hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Các hạng mục đầu tư từ trước đó của bạn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp. Ngoài ra các khoản tiền lương,
Tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên, giúp cho Nam cảm thấy thoải mái, yên tâm hơn về tình hình tài chính của mình. Mong rằng Nam tuổi Giáp Thìn có thể tiếp tục duy trì, phấn đấu để được khởi sắc trước dịp đầu năm mới sắp tới. Nhân sinh cảm ngộ. Vâng, kính thưa quý vị, lương thiện chính là đạo đức, nhưng lương thiện cũng là trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã lương thiện, nhưng những người lương thiện chắc chắn là người thông minh nhất. Nhân chi sơ, tính bản thiện, con người sinh ra phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện. Trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản sơ khai dần bị mất đi, người ta cho rằng càng hiểu biết thì càng thông minh thì càng biết thu vén cái lợi về mình. Nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có, như vậy liệu có phải là thông minh? Nhân sinh không hoàn hảo, không có điều gì trên đời là hoàn mỹ, vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời, chẳng phải vì một chữ an hay sao? Cả đời vất vả, ngược xuôi, cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là gì? Hài lòng là hạnh phúc, nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc, không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất, hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người, thế thì tại sao phải cố gắng, chen chúc để đạt được thứ này, thứ kia, như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia, như thế có bình an hay không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải. Muốn có hạnh phúc, cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước, gặp áp lực phải đua tranh, dùng thủ đoạn mệt mỏi, không hạnh phúc. Thế nên, người biết lương thiện, dù đó là người lương thiện mới là người sáng suốt nhất, vì lương thiện nên biết đủ, vì lương thiện mà tha thứ, vì lương thiện mà không làm ác, không hại người, không ganh ghét, tâm an thì thân nhàn, nội tâm yên tĩnh thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Giáp Thìn. Thìn sinh năm 1964, Nam Mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.